với một bác sĩ thì chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh như thế nào? Thì Linh muốn chia sẻ với anh chị chúng ta cái câu chuyện của bác sĩ Trương Thị Ngọc Bích. Là bác sĩ Trương Ngọc Bích trước đây làm về phẫu thuật thẩm mỹ và cũng thu nhập rất là tốt, nhưng có một điều đó là bác sĩ không có thời gian cho gia đình, không có thời gian cho bản thân mình. Và bác sĩ muốn là một có một cái công việc mà cũng có thể có thu nhập tốt, nhưng được một cái đó là phải có được cái thời gian cho gia đình. Và sau đó thì Linh đã hướng dẫn cho bác sĩ bắt đầu được công việc kinh doanh online. Và bây giờ thì bác sĩ cũng đã bắt đầu phát triển được công việc kinh doanh của mình, cũng có những cái khách hàng của mình và bắt đầu công việc, bắt đầu có một cái sự phát triển. Vậy thì bác sĩ đã làm thế nào để mà làm một tay mơ nhưng bắt đầu bước vào cái thị trường kinh doanh online vẫn có thể có thành công và có rất nhiều khách hàng ở trên internet? Cái bí mật ở đây đó là bác sĩ xây dựng cho mình một cái kênh, đó là fanpage YouTube và TikTok có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Vậy thì với một bác sĩ bình thường, nếu mà cầm dao cầm kéo thì rất là dễ, nhưng việc mà để tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower thì đó là một điều rất là khó, coi như là một cái việc mà đánh đố với bác sĩ. Nhưng với sự hướng dẫn của Linh thì bác sĩ cũng đã bắt đầu xây dựng được cho kênh của mình. Và kênh TikTok của bác sĩ Trương Thị Ngọc Bích đến nay là hơn 100.000 lượt follower, và fanpage cũng vậy, và có rất là nhiều video hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Vậy thì bác sĩ đã làm như thế nào? Thì có 4 bước như sau. Cái đầu tiên đó là chọn ra một cái chủ đề phù hợp với bản thân mình. Và bước thứ hai đó là tạo ra hàng trăm hàng ngàn ý tưởng chỉ trong vòng một ngày. Và bước thứ ba đó là viết ra những cái kịch bản để thu hút người xem từ những giây phút đầu tiên cho đến những giây phút cuối cùng. Và bước thứ tư đó là biến những lượt xem, những cái lượt follow đó thành tiền. Vậy làm thế nào để chúng ta học được những điều này? Hãy có mặt trong cái chương trình thử thách tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow mình sẽ tổ chức vào tuần tới đây. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta đăng ký chương trình ra đây? Hãy click vào nút đăng ký ở dưới đoạn video clip và có mặt trong chương trình thử thách tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Xin chào.